Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay 4 tháng 9 là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ có một ngày nghỉ thật trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Du lịch đường sông của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nghèo nàn, chưa thể trở thành một sản phẩm chủ lực. Ghi nhận về những con người thầm lặng làm sạch đường phố dịp lễ. Tuyến đường huyết mạch nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. BMW ra mắt các dòng xe điện mới với hiệu suất cao. Thưa quý vị, mặc dù sở hữu gần 1.000 km đường sông với hệ thống kênh rạch kết nối với nhiều tỉnh thành, nhưng hơn 10 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể phát triển được hệ thống du lịch đường thủy hấp dẫn. Số lượng người dân và du khách trải nghiệm các dịch vụ trên sông nước vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng. Bến nội đô trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè lại vắng vẻ sau những ngày nhộn nhịp vì có lễ hội sông nước. Sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, doanh nghiệp khai thác tuyến du lịch này cho biết lượng khách khá ít. Hiện tại các doanh nghiệp là chỉ có đón khách lẻ thôi, không thể nào mà full được. Hiện tại thì chỉ chiếm khoảng là 30-40% thôi. Tại cảng Sài Gòn, tàu nhà hàng, tàu du lịch quy mô lớn cũng không khai thác được hết công suất. Sản phẩm du lịch đường sông của thành phố hiện còn nghèo nàn, chủ yếu tập trung vào các chương trình ngắm cảnh và ẩm thực. Sông Sài Gòn á, thì hiện tại là rất đẹp, nhưng mà có cái là hiện tại là mình chưa quy hoạch đồng bộ. Để người dân mà tham quan á, thì hai bờ sông cần quy hoạch cây xanh và các làm những cái tuyến đường hai bờ kè nó đẹp hơn. Những cái chạm dừng, những cái điểm thì nên có những cái chỗ vui chơi cho trẻ em, rồi những cái chỗ mua sắm rồi gì mua sinh. Theo nhiều doanh nghiệp, nếu không tháo gỡ khó khăn, du lịch đường thủy chỉ có thể dừng lại ở dịch vụ du lịch cộng thêm, chứ chưa thể trở thành sản phẩm du lịch chủ lực. Theo ước tính của ngành hải quan, tính đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả Việt Nam đã đạt hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Và với đà này, ngành rau quả nước ta dự kiến đạt kỷ lục mới, chạm mốc 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và đang tăng tốc về đích với nhiều tín hiệu lạc quan. Nếu kết thúc 8 tháng đầu năm, mức tăng trưởng bình quân của ngành xuất khẩu rau quả đạt gần 70%, thì nhà máy này có mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu năm thì tập trung xuất khẩu các cái cây vụ đông xuân, biệt là cà rốt, bắp cải vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ nay đến cuối năm thì cái thị trường nông sản cũng sẽ vẫn rất là sôi động. Theo các doanh nghiệp, xuất khẩu rau quả có mức tăng trưởng ngoạn mục là nhờ những chính sách mở cửa thị trường đã phát huy hiệu quả. Bộ Nông nghiệp đang thúc đẩy các địa phương hoàn thành các tiêu chuẩn mà thị trường nhập khẩu yêu cầu. Quy trình cấp mã số như thế nào? Cái quy trình là giám sát những cái mã số đã được cấp rồi. Đấy, thẩm định kiểm tra hồ sơ đầu vào của các cái cơ quan chuyên môn tại địa phương làm đã đúng chưa? Mở ngay các cái lớp tập huấn cho các cán bộ mà làm công tác kỹ thuật tại các cơ sở đóng gói. Trong bối cảnh thị trường thế giới biến động, nhiều mặt hàng lâm thủy sản phải điều chỉnh hạ mục tiêu xuất khẩu, thì rau quả tươi hứa hẹn xuất khẩu vượt kế hoạch đề ra. Khi phố xá được trang hoàng, mọi người vui chơi với nhiều hoạt động dịp lễ 2 tháng 9, thì vẫn có những người đang miệt mài làm việc, thậm chí với khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, trong đó có các công nhân vệ sinh. Dù vất vả, nhưng họ vẫn cố gắng để hàng trăm tuyến phố tại Thành phố Hồ Chí Minh được sạch sẽ trong những ngày qua, cho người dân vui lễ. Để có những con đường sạch sẽ, các công nhân vệ sinh phải đều đặn rời khỏi nhà từ lúc thành phố lên đèn. Bất kể trời nắng hay mưa, họ đều phải dọn hơn 7 cây số đường phố mỗi ngày và kết thúc công việc vào khoảng 3 giờ sáng. Những ngày lễ này, họ tăng ca thêm cả buổi trưa và buổi chiều, kiêm luôn việc thu gom rác của người dân. Mình phải làm cho sạch sẽ đường để cho dân đi chơi cho đường đẹp, sạch sẽ. Mình yêu cái nghề này từ hồi nhỏ nên gắn bó theo công việc này cho tới bây giờ luôn. Nói chung thì trong cuộc sống thì lễ thì có người ta dân đi chơi thì mình thấy trách nhiệm của mình phải quét rác cho tiến đường sạch sẽ, cho người dân người ta đi chơi cho thoải mái. Tiếng chổi cán dài vẫn đều đặn trên các tuyến phố, miệt mài và lặng lẽ. Những con phố sạch sẽ vừa là thành quả, vừa là niềm vui, nguồn động lực giúp các công nhân vệ sinh môi trường bám trụ với công việc thầm lặng, làm sạch đẹp phố phường. Thưa quý vị, học một ngôn ngữ mới đối với người bình thường vốn đã khó khăn. Với trẻ khiếm thính thì đây gần như là điều không tưởng. Thế nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, một thầy giáo trẻ đã quyết định đồng hành và dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng trăm trẻ nhỏ khiếm thính. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với lớp học ngôn ngữ đặc biệt này.
Là giáo viên của một trung tâm ngoại ngữ, chàng trai Nguyễn Đỗ Xuân Huy, 23 tuổi, tình cờ biết về chương trình dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ khiếm thính của tổ chức Hear Us Now. Ngạc nhiên và khâm phục nghị lực vươn lên của các bạn nhỏ, Huy quyết tâm học ngôn ngữ ký hiệu và trở thành giáo viên tình nguyện tại trường Hy vọng từ năm 2022. Vào mỗi sáng thứ Hai, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, học sinh khiếm thính lại đến lớp của thầy Huy. Tại đây, thầy Huy dùng ngôn ngữ ký hiệu, kiên trì hướng dẫn các em từng cấu trúc ngữ pháp, trao đổi từ vựng. Quan trọng nhất là mình phải giúp các bạn tập trung được. Do là các bạn bị thiếu hụt về cái khả năng nghe, nên là các bạn rất là dễ bị mất tập trung. Khi mà dạy mình phải đưa nhiều hoạt động làm sao đó cho các bạn tương tác với nhau, cho cái bài học nó sinh động hơn. Ngày càng giúp đỡ thêm được nhiều trẻ em khiếm thính học tốt ngoại ngữ là mong muốn của Huy và các bạn. Qua đó tiếp thêm sức mạnh cho các em vượt lên chính mình, thêm niềm tin vào cuộc sống. Hôm qua, hàng trăm người dân làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã háo hức tập trung về trầm Trà Lộc để tham gia lễ hội phá trầm bắt cá diễn ra mỗi năm một lần. Trầm Trà Lộc rộng 10 hectare và có nhiều tôm cá sinh sống, nhưng để tránh việc đánh bắt quá mức làm cạn kiệt, làng quy ước người dân chỉ được bắt cá tôm vào một ngày nhất định trong năm, tức là ngày phá trầm hàng năm. Chỉ khi các cụ cao niên thực hiện xong phần lễ cúng trời đất, người dân mới được phép xuống trầm bắt cá và chỉ được dùng nơm, lưới hoặc vợt để bắt những con cá lớn, cá nhỏ để dành cho mùa sau. Không chỉ có đàn ông, mà cả phụ nữ và trẻ em đều lội xuống đầm tham gia bắt cá. Trên bờ, hàng ngàn người thích thú theo dõi và hò reo cổ vũ khi có người bắt được cá lớn. Lễ hội độc đáo này đã tồn tại được hơn 300 năm nay và thường diễn ra vào trung tuần tháng 7 âm lịch. Lễ phá trầm Trà Lộc được tổ chức với tinh thần khuyến nông, khuyến ngư và giúp thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng cư dân. Tiếp theo trong phần sau của chương trình. Người đàn ông nằm bất động với thương tích nặng trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cháy khoảng 30 hectare rừng phòng hộ tại Quảng Trị. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã khiến cho tuyến đường Sao Bọng Đăng Hà hay đường DT755B, tuyến đường huyết mạch đi từ tỉnh Bình Phước đi tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở. Hiện chính quyền tỉnh Bình Phước đang theo dõi và chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cho phương tiện lưu thông qua tuyến đường này. Ghi nhận vào hôm qua, tại khu vực dốc 5 cây, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, đất đá trên đỉnh đồi bị sạt lở đổ xuống đường, gây cản trở giao thông và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở do những cơn mưa vẫn kéo dài. Một đoạn ta luy âm dài khoảng 15 mét cũng bị sạt lở, ăn sâu vào lòng đường nhựa. Một số đoạn cống thoát nước ngang đường cũng bị trôi xuống vực, tiềm ẩn nguy cơ có thể sạt lở ăn sâu vào lòng đường, làm trôi hết đường nhựa khu vực sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 14 và xã Thống Nhất đã trăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm thời hạn chế các phương tiện có tải trọng lớn như xe ben, xe container đi vào các tuyến đường này. Tối qua, một người đàn ông được phát hiện nằm bất động trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tỉnh Tiền Giang. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự việc được người đi đường phát hiện vào khoảng 19 giờ 40 phút trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Người đàn ông này nằm bất động trên làn dừng khẩn cấp. Tiếp nhận tin báo của người dân, công ty cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang đã điều động lực lượng đến hiện trường. Qua kiểm tra xác định người đàn ông khoảng 30 tuổi, ở trần và mặc quần dài. Nạn nhân bị gãy tay, gãy chân và chấn thương nặng phần đầu. Đội cứu thương cứu nạn của công ty cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang đã tiến hành sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Thưa qua, trên quốc lộ 14 tỉnh Bình Phước, hai xe máy đã tông vào nhau, làm một người chết, hai người bị thương. Khoảng 21 giờ, một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy biển số 93P283635 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến thôn 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, xe này tông vào xe máy biển số 93P165348 do nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển, chạy chiều ngược lại, đang qua đường. Cú va chạm mạnh khiến cả ba người ngã văng xuống đường, nam thanh niên tử vong, đôi nam nữ bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được điều tra xử lý. Liên quan đến vụ ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận mà 60 giây đã đưa tin. Bước đầu xác định do buồn ngủ nên người cha đã giao xe cho con trai 16 tuổi điều khiển dẫn tới tai nạn.
Vào sáng sớm ngày 2 tháng 9, Nguyễn Chí Hào, 16 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cùng cha và em trai đi du lịch bằng xe ô tô 4 chỗ. Người cha lái xe trên quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai đi Phan Rang. Khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do buồn ngủ nên người cha đã giao xe cho Hào điều khiển. Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa quốc lộ 1A với đường dẫn lên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, chiếc xe ô tô này đã tông vào 5 xe máy dừng chờ đèn đỏ ở phía trước. Hậu quả 5 người đi xe máy bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, qua kiểm tra không phát hiện Nguyễn Chí Hào có nồng độ cồn và ma túy. Do không chú ý quan sát khi lái xe nên Hào đã gây tai nạn. Hôm qua, 3 người trong một gia đình đã bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu sau một tiếng nổ lớn nghi là nổ bình ga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng gần 12 giờ trưa cùng ngày tại một ngôi nhà ở khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khói đen mù mịt bao trùm căn nhà, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi. Cửa kính xe máy của các hộ dân xung quanh cũng đều nhuộm màu khói. Người dân đã hỗ trợ đưa hai vợ chồng chủ nhà và bé trai 12 tuổi đến bệnh viện cấp cứu. Hôm qua, tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ trên cát và đồng cỏ với diện tích khoảng 30 hectare. Hàng trăm người đã nỗ lực dập lửa đến tận tối qua. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa, người dân phát hiện đám cháy bốc lên tại khu vực đồng cỏ thôn Phương An và thôn Thượng Phú Phường nên báo cơ quan chức năng. Chính quyền và người dân xã Triệu Sơn đã phối hợp với đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 huy động phương tiện và lực lượng đến dập lửa. Do thời tiết khô nắng cùng với gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 19 giờ đám cháy mới được khống chế. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo trong phần tin tức quốc tế của chương trình. Nhà thờ Ben Ezra và pháo đài Babylon mở ở Ai Cập được mở cửa trở lại sau thời gian tu sửa. Em chó Corgi tới điện Buckingham để tưởng niệm cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Thưa quý vị, trước thềm triển lãm mô tô IAA Mobility diễn ra tại thành phố Munich của Đức, nhiều hãng xe lớn đã công bố các ý tưởng sản xuất và thiết kế mới của mình. Một trong những mẫu đáng chú ý có thể kể đến là dòng xe sedan của BMW với thiết kế tối giản thanh lịch và màn hình toàn cảnh tiện lợi. Đây là mẫu xe điện mang tên BMW Vision Neue Klasse, dự kiến sẽ được sản xuất đại trà vào năm 2025. So với các dòng xe trước đây, loại xe này có thiết kế tương đối mềm mại hơn, nhưng vẫn giữ những đường nét đặc trưng của BMW như phần đầu xe với hình dáng tựa mũi cá mập. Xe cũng có không gian bên trong rộng hơn, có thể chạy xa hơn 30%, có khả năng sạc đầy nhanh hơn 30% và hiệu suất cao hơn 25%. Trước đó, hãng cũng công bố hai mẫu xe mới thuộc dòng Mini Cooper và Mini Countryman. Đây là bước tiến của Mini khi đầu tư vào phát triển dòng xe điện, góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng sử dụng vật liệu tái chế để làm bộ phận xe. Nội thất của xe được làm từ 92% là vải tái chế. Một trong những tính năng mới quan trọng của những chiếc xe này là màn hình cảm ứng OLED hình tròn lạ mắt, dùng để thay đổi màu màn hình và ánh sáng trong xe. Ngoài ra, chúng cũng có tốc độ nhanh hơn và thời gian sạc nhanh hơn các xe điện khác ở hiện tại. Cả hai sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm sau. Hai di tích nổi tiếng của Ai Cập là nhà thờ Ben Ezra và pháo đài Babylon lịch sử, sau một thời gian tu sửa vừa mở cửa trở lại, chào đón khách tham quan. Dự án cải tạo nhà thờ Ben Ezra bắt đầu vào năm 2021, bao gồm việc củng cố tường, trần và các hoa văn. Chúng ta đang đứng trong giáo đường Do Thái Ben Ezra, có niên đại từ thế kỷ 12. Nó được đặt tên là Ben Ezra, theo tên người đứng đầu cộng đồng Do Thái, Abraham Ben Ezra. Còn pháo đài Babylon là một công trình phòng thủ quan trọng cho thành phố Memphis. Theo truyền thuyết, đây là thành phố được vua Menes sáng lập và đóng vai trò quan trọng trong suốt lịch sử Ai Cập cổ đại. Đây là pháo đài Babylon, có từ thời La Mã và là một trong những cơ sở quân sự vẫn còn tồn tại từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Pháo đài này được sử dụng để bảo vệ sông Nin khỏi những kẻ xâm lược, vì ở đây có một tuyến đường thủy quan trọng trong việc giao thương của các tàu buôn thời kỳ vương triều cổ. Mới đây, các nhà khảo cổ Peru và Nhật Bản đã cùng nhau khảo sát một di tích hầm mộ ở tỉnh Cajamarca của Peru. Tại đây, họ đã tìm thấy những dấu vết hài cốt, nhiều vật dụng dùng để hiến tế và thờ tổ tiên.
Hầm mộ cổ này nằm cách thủ đô Lima 800 km về phía bắc. Tại hai phòng chung cất, mỗi phòng gồm 2 tầng, đều có 5 hốc khoét vào vách để đặt đồ thờ cúng. Các hiện vật được tìm thấy giúp chúng ta hiểu biết thêm về nền văn hóa Wari, đặc biệt là phong tục, lối sống và các nghi lễ tín ngưỡng của người Wari. Bộ Văn hóa Peru cho biết họ muốn thu thập thêm thông tin về việc tổ chức hệ thống xã hội và chính trị tại Cajamarca trong giai đoạn từ năm 900 đến năm 1000 sau Công Nguyên và sự liên hệ với nền văn hóa Wari. Người ta tin rằng di tích thời tiền Colombo này thuộc về triều đại Wari, niên đại khoảng năm 800 đến năm 1000. Văn hóa Wari tồn tại trong khoảng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 13 tại vùng đất nay là Peru. Khoảng năm 1100, văn hóa Wari dần bị đế chế của người Inca khuất phục. Ngày 8 tháng 9 tới, nước Anh sẽ tưởng niệm một năm ngày mất của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Cuối tuần qua, nhiều người đã hội tụ bên ngoài cung điện Buckingham để thể hiện lòng tôn kính với cố nữ hoàng một cách vô cùng đáng yêu. Đó là dẫn theo những chú chó Corgi, mặc trang phục hoàng tộc và đội vương miện. Sinh thời, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nổi tiếng là người yêu chó Corgi. Vì lẽ đó, hơn 20 người hâm mộ trên khắp nước Anh đã mang những người bạn dễ thương này đến cung điện như một lời tri ân chân thành đến nữ hoàng. Không có cách nào tưởng nhớ ngày mất của nữ hoàng ý nghĩa bằng việc đem đến bên người những người bạn mà người hết mực nâng niu. Chỉ mới năm ngoái, tôi còn tham dự đại lễ Bạch Kim, được thấy người cùng với những chú chó Corgi. Dù sao đi nữa, nữ hoàng vẫn sống mãi trong tim chúng ta. Chó Corgi là những người bạn luôn đồng hành với cố nữ hoàng từ khi bà còn nhỏ. Bà đã có gần 30 chú chó Corgi và chúng được hưởng một cuộc sống vương giả của thú cưng hoàng gia. Những quả cầu lửa đã thắp sáng bầu trời đêm ở El Salvador khi người dân ở đây tổ chức lễ hội quả cầu lửa thường niên. Đây là năm thứ 101 người dân nơi đây tổ chức sự kiện để nhớ về vụ phun trào núi lửa năm 1922. Lễ hội được tổ chức tại thị trấn Nehapa, nằm cách thủ đô San Salvador khoảng 30 km về phía bắc. Lễ hội thường diễn ra vào cuối tháng 8 hàng năm. Người dân El Salvador tin rằng dung nham chảy ra từ núi lửa là thánh Geronimo chiến đấu chống lại quỷ dữ bằng những quả cầu lửa. Để tái hiện điều đó, người dân địa phương đã tổ chức một cuộc thi ném cầu lửa, còn khán giả thì đứng dọc theo con đường để cổ vũ cho các thí sinh. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reskinov và sẽ yêu cầu Quốc hội bổ nhiệm ông Rustem Umerov thay thế trong tuần này. Ông Rustem Umerov, 41 tuổi, một chính trị gia thuộc đảng đối lập Hulos, đã giữ chức vụ chủ tịch Quỹ Tài sản Nhà nước của Ukraine từ tháng 9 năm ngoái. Ông đã tham gia nhiều vấn đề trong cuộc xung đột, bao gồm trao đổi tù binh cũng như sơ tán dân thường khỏi các lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông Umerov cũng tham gia trong các cuộc đàm phán với Nga về thỏa thuận ngũ cốc không thành trước đây. Liên quan đến việc bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, theo các tài liệu hải quan, Bộ Quốc phòng đã chi trả 86 đô la cho một chiếc áo khoác, trong khi giá của nó chỉ là 29 đô la, cao gấp 3 lần. Ông Reznikov đã phủ nhận các cáo buộc trong một cuộc họp báo vào tuần trước. Nhiều khả năng việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được đa số nghị sĩ ở Quốc hội ủng hộ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.